Xin chào các bạn, hôm nay hãy cùng Tết Garden tìm hiểu về loại củ ở trong lòng đất, đó là củ khoai lang. Khoai lang là loại rau củ ngọt và nằm ở dưới đất. Nó có nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau, bao gồm cam, trắng, tím và vàng. Khoai lang là loại thực phẩm giàu vitamin và chất khoáng, chất oxy hóa và chất xơ. Đây cũng là loại thực phẩm có cách chế biến cực kỳ phong phú như luộc, nướng, hấp và chiên. Ở một số vùng Bắc Mỹ, khoai lang được gọi là khoai mỡ. Tuy nhiên, đây là loại cách gọi sai vì khoai mỡ là một loại khác. Khoai mỡ có kết cấu khô hơn và hàm lượng tinh bột nhiều hơn khoai lang. Và khoai lang cũng có liên quan xa với khoai tây thông thường. Thành phần giá trị dinh dưỡng của khoai lang. Khoai lang là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời về chất xơ, vitamin và chất khoáng. Thành phần dinh dưỡng của khoai lang trong 100g phần ăn được bao gồm năng lượng 119 kcal, protein 0,8g, lipid 0,2g, glucid 28,5g, chất xơ 1,3g, vitamin A, C, B, chất khoáng, kali, mangan, đồng, niacin. Ngoài ra, khoai lang có mộc cam và tím rất giàu chất chống oxy hóa để bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do là các phân tử không ổn định có thể làm phá hủy DNA và kích hoạt tình trạng viêm. Tổn thương gốc tự do có liên quan đến các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim và lão hóa. Do đó, sử dụng các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa sẽ rất tốt cho sức khỏe. Một củ khoai lang cỡ trung bình có chứa khoảng 27g carbon. Thành phần chính là tinh bột chiếm tới 53% hàm lượng carbon. Các loại đường đơn chẳng hạn như glucose, fructose, sactose và maltose chiếm 32% hàm lượng. Khoai lang nấu chín có nhiều chất xơ. Một củ khoai lang cỡ trung bình chứa khoảng 3,8g chất xơ. Các sợi hòa tan chiếm khoảng 15-23% và ở dạng pectin. Các chất xơ hòa tan chẳng hạn như pectin có thể làm tăng sự no, giảm lượng thức ăn và giảm lượng đường trong máu bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa đường và tinh bột. Một lượng lớn chất xơ không hòa tan có liên quan đến lợi ích sức khỏe, chẳng hạn như giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và cải thiện sức khỏe đường ruột. Một củ khoai lang cỡ trung bình chứa khoảng 2g chất đạm. Tuy nhiên, khoai lang chứa protein độc đáo chiếm khoảng 85% tổng hàm lượng protein chung. Các protein này được sản xuất để tạo điều kiện chữa lành bất cứ khi nào cây bị phá hủy với các yếu tố vật lý. Nghiên cứu gần đây cũng chứng minh được loại protein đặc biệt này có đặc tính chống oxy hóa. Mặc dù khoai lang có hàm lượng protein tương đối thấp, nhưng khoai lang là nguồn cung cấp đa lượng quan trọng. Khoai lang là nguồn thực phẩm chứa beta-carotene, vitamin C và kali cực kỳ phong phú. Khoai lang có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin. Trong chiết xuất khoai lang có vỏ màu trắng giúp cải thiện độ nhạy insulin ở những người mắc bệnh đái tháo đường type 2. Chất xơ trong khoai lang cũng rất quan trọng. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng người tiêu thụ chất xơ dường như có nguy cơ thấp mắc bệnh đái tháo đường type 2. Qua video trên, các bạn đã hiểu hơn về công dụng của củ khoai lang. Hãy thường xuyên bổ sung loại thực phẩm giàu dinh dưỡng này vào thực đơn hàng ngày nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh để xem nhiều video mới hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.